Cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang được trở lại với bóng đá. Ngày 26 tháng 12, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra văn bản đình chỉ thi hành một phần án kỷ luật với cựu cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang. Ban kỷ luật VFF quyết định thử thách 6 tháng với cựu cầu thủ Đồng Nai theo quy định kỷ luật của VFF. Từ thời điểm ngày 26 tháng 12 năm 2022, Long Giang được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời gian thử thách. Trước đó vào ngày 15 tháng 4 năm 2015, Long Giang bị cấm tham gia vĩnh viễn các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, quản lý theo quyết định kỷ luật số 147/QĐ-LDBDVN vì bán độ ở câu lạc bộ Đồng Nai cùng 5 đồng đội khác. Sau hơn 7 năm thụ án, Long Giang được thử thách để trở lại các hoạt động bóng đá. Trao đổi với Dinh, trưởng ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Hành giải thích, theo quy định thì sau 4 năm thụ án thì cầu thủ bị kỷ luật được xem xét lại án kỷ luật nếu có hồ sơ đầy đủ. Long Giang đã làm đơn nhiều lần từ năm ngoái nhưng không đúng tiêu chuẩn. Để được giảm án thì cầu thủ bị kỷ luật phải có đơn xin giảm án, giấy xác nhận ở địa phương và nơi đang công tác. Sau 2 đến 3 lần làm không đúng thủ tục, chúng tôi đã hướng dẫn lại để cậu ấy làm cho chính xác. Sau đó, VFF đã xem xét và họp vào sáng ngày 26 tháng 12 để đưa ra quyết định, lãnh đạo ban kỷ luật cho biết. Trong thời gian thử thách, Long Giang không được vi phạm quy định kỷ luật của VFF. Hiện tại, anh làm công tác huấn luyện ở một trung tâm bóng đá cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ sinh năm 1988, quê ở Tiền Giang, từng chơi cho nhiều đội bóng chuyên nghiệp ở V-League. Long Giang thi đấu ở vị trí hậu vệ, từng lên tuyển U22, U23 và tuyển Việt Nam từ 2011 đến 14. Anh bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số trận Đồng Nai thua Quảng Ninh 3 năm tại vòng 21 V-League 2014. VFF và AFC ra thông báo cấm vĩnh viễn các cầu thủ này tham gia vào các hoạt động bóng đá do VFF và AFC tổ chức. Long Giang bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tăng nặng hình phạt thành 2 năm tù giam.